cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn ở trong sống ạ. và gặp Dạ, kính nhiều. thưa quý bà con, thì tối nay Lang Thang Sài Gòn xin phép tất cả quý vị cho quay lại cái câu chuyện của anh Túng Xà Lơ và chị Hà. Thưa quý bà con, thì thật sự ra thì tôi nhận một cái tin là nó cũng không có được là vui vẻ gì mấy. Có một bà con cũng là ở cạnh chỗ là anh Túng Xà Lơ đó, mà không phải là một người điện, mà tức là ba người điện báo một cái tin là anh Túng đã xuất viện. Những người giàu là khác quý bà con, những người giàu thì cái như là họ vào họ trị bệnh là trong vòng thời gian là cấp tốc, có nghĩa rằng trong vòng gần gần 2 ngày thì cái như là không biết họ trị như thế nào, mà căn bệnh là cái như là chung là hiện bây giờ bệnh đây không hết, tôi đảm bảo với bà con bệnh không hết. Tránh qua cái vị khán giả mà điện báo cho tôi là nói là Túng đã xuất viện, thì mình lúc đầu mình nghe mình cũng hơi buồn đấy, nhưng mà nghĩ kỹ lại đó, có nghĩa rằng cái bệnh đây là cái bệnh nan y, cái bệnh đây đó nó thật sự bác sĩ là trá gì rồi đấy cũng chờ ngày chết thôi đó, bệnh đây là bệnh nan y. Cho nên bà con biết là cái như là lúc chiều là vị khán giả này chia sẻ xong, bắt đầu 15 phút sau tôi nhận tiếp một cuộc gọi của một khán giả khác, nói rằng cái như là Lang Thang Sài Gòn ơi, buồn quá em ơi, hỏi sao trời ơi bây giờ bác sĩ mà trá giờ nào. Tôi mới an ủi một câu, không bác sĩ đây là nó là anh Tuấn ra viện chứ, tôi nói không, đây không phải là ra viện đâu, mà đây gọi là bác sĩ chạy, bác sĩ trá gì chờ ngày thôi. Chứ không phải là bác sĩ là gọi là cho xuất viện, trá gì đã khác nha quý bà con, trá gì chờ ngày đó, rồi cỡ như là cũng chết thôi đó. Cái bệnh đây là cái bệnh đây là cái bệnh khó chữa mà, cho tôi nói rằng cái bệnh đây đó có nghĩa rằng cái như là những ngày vừa qua anh xà lơ này bắt đầu là anh cũng lắm tiền đó, bắt đầu vô chùa cha chăm sóc, mang chất chăm sóc rất đặc biệt đó. Bắt đầu là giờ cái nhưng mà chắc là anh cũng tỉnh tỉnh rồi, cho giờ chờ ngày chết thôi đó. Bệnh đây là thật sự quý bà con, mà đã lần hai nha, lần hai là anh xuất viện đã, lần hai là bị bác sĩ trả về, rồi vài bữa cũng nhập viện nữa thôi đó. Tôi nói không có cái căn bệnh nào đó mà nó nguy hiểm cái căn bệnh này, mà về đó bà con biết không, lúc chiều bắt đầu là cả gia đình của anh là tổ chức một bữa tiệc gọi là anh mừng cho cha. Tôi thật sự quý bà con, tôi chưa thấy một cái nơi nào như nơi này đó. Bắt đầu là cái như là khi mà anh này anh được bác sĩ là trả về, bắt đầu là gia đình là tổ chức một bữa tiệc gọi là liên hoan nho nhỏ anh trong gia đình thôi, chứ không dám công bố rộng rãi như ngày xưa. Có nghĩa là khi tổ chức bắt đầu là mua bia mua đồ, bắt đầu là cái như là tổ chức anh mừng. Mà tôi nói rằng những cái bệnh nan y này đó là cái như mà về mà tổ chức anh mừng thơ ri đó, mà uống bia vô các ngày là cái này nó cũng phọt ra thôi đó. Cái bệnh anh đây là cũng bệnh từ bia rượu, có nghĩa là ngay như là ngày xưa anh cũng do từ bia rượu mà ra cũng vậy thôi. Vì cứ như cứ nghĩ rằng cái như là bác sĩ người ta trá là chờ chết, chứ không phải trá gì do anh hết bệnh, mà bắt đầu là kể như là anh cứ nghĩ là bác sĩ trị hết bệnh anh rồi đây. Vì tổ chức anh mừng cái vị khán giả mà điện qua tôi là cái như là lúc đầu là họ nói mình nghe mà cũng thấy cũng cũng buồn buồn, nhưng mà sau nghĩ kỹ lại đây không phải, đây là một cái căn bệnh, là cái bệnh nan y trá gì đã chờ chết, chứ không phải trá gì gọi là anh hết bệnh đâu đó. Mà tôi nói quý bà con thì bây giờ cũng lo mà cái như là tranh thủ mà ăn ngay, chứ còn thời gian nữa đâu mà không ăn. Cho nên trả gì đó là cái như chô trao quý vị là cái như là mua toàn là cái như hải sản bia, bắt đầu là vừa tổ chức một cuộc party nhỏ nhỏ đó. Mà tôi nói chắc ăn rồi, bệnh đây là cách trả đi trả lại anh cũng chết à, không trị nổi đâu, bệnh đây không trị nổi đó. Mà bác sĩ là tôi nói bác sĩ toàn là bác sĩ giỏi không, những ngày vừa qua là toàn bác sĩ giỏi điều trị à, thì dễ chi mà nói thật sự người ta trả gì một cái anh mừng anh nghĩ hết bệnh, mà cái như là trong cái toa thuốc á, trong toa thuốc là bác sĩ cũng phê vô một câu có nghĩa rằng lẩn quẩn khu vực bệnh viện thâu ngang em đừng đi đâu xa, nhiều lúc đi xa rồi cấp cứu không kịp, nhiều lúc đi xa rồi bác sĩ mất công đi tìm
Đấy, cái bệnh đây bộc phát lên là bác sĩ tìm bất kể giờ nào mà. Đấy. Cho nên đừng có mừng vội, đừng mừng vội, đừng có cái như là có những cái gọi là cứ nghĩ mình là bây giờ là thánh rồi đó. Không có đâu, không thánh với bệnh tật đâu. Bệnh đây dạng như năng y đâu, không thánh não đâu, đừng có mừng vội. Cái đây là một trong những cái mà thật sự quý bà con, bây giờ là gia đình ảnh là mừng lắm. Trời ơi, cứ nghĩ là thôi bây giờ là còn bao nhiêu tiền cứ chạy chữa hết đi. Tiền nhiều quá để làm gì. Nhưng mà chạy chữa cái dạng cái bệnh đây nó đã di căn rồi. Di căn là cái như nó thật sự quý bà con, đã di căn cỡ ri thì bà con biết rồi, dễ chi mà hết được. Đấy không? Đấy, có xạ trị hay là có gì đó là tiền mất tật mang thôi. Đấy, cho nên tốt nhất á, là nằm để mà chờ thôi, chứ thật sự không còn cái thuốc trị quý vị. Đấy. Nghĩ sao mà trong cái tô thuốc bác sĩ phán cho một câu là cái như là cho em gì à. Đấy, cho em gì à, an ủi thôi, cho em gì à, nhưng mà đừng đi đâu xa. Em cứ lắng quẩn khu vực bệnh viện đây ngăn em, cái gì đó là bác sĩ tìm tới. Đấy, hoặc là bác sĩ gọi là em tự tới. Đấy. Chứ đâu phải là cái như là anh vừa đó là anh thoát. Cho những ngày vừa qua quý bà con, có những cái mà tôi đã phân tích rất rõ trong cái sự việc của anh Tuấn Xà Lơ này. Nếu thật sự quý bà con mình nghe mà cả những cảm thấy bức xúc, có nghĩa những câu từ của anh nói mà đến ngàn đời tôi nói bây giờ đó, nếu như mà anh Tuấn anh không đi trị bệnh lần nữa đấy, thì mình cứ nói mãi, nói khi nào anh trị bệnh thôi, mà trị là phải trị cho dứt điểm cái bệnh anh, chứ còn không nó thật sự để cái căn bệnh này nó di căn ra mà nó lây lan là nó còn nguy hiểm hơn cả COVID đấy. Có nghĩa là bây giờ nó thật sự trên xà lan có hai người mà một người chết đấy, người còn sống còn lại là anh Tuấn, mà anh lên cộng đồng mạng anh có những cái gọi là phân bua cả như là vô cùng phi lý, thì chúng ta không đặt dấu hỏi cho anh Tuấn thì đặt dấu hỏi cho ai, đúng không? Hai người đi trên một chiếc xà lan, một người chết một người còn sống, trên xà lan cái xích của người chết là bị phá banh chặt, thế thì bây giờ không hỏi anh Tuấn thì hỏi ai, đúng không? Một xác chết trâu, một xác chết nước, mà nằm dưới đây xong mười mấy ngày không có một con gì ăn, cứ chỉ bà thí dữ cuối cùng là mất thách mất mất sách là chiến thắng cả bà thí, không hỏi anh Tuấn thì hỏi ai, đám chết con vợ mình mà Tuấn không dám nhìn mặt, thậm chí dì Tư cái gì mà kéo kéo tôi điều tra kỹ rồi, cái gì mà kéo kéo anh Tuấn tới để nhìn mặt chị Hà lần cuối đó là dì Tư, mà vì sao anh Tuấn không dám nhìn mặt vợ mình lần cuối thì không hỏi anh Tuấn thì hỏi ai, có nhiều cái để hỏi anh Tuấn lắm quý vị. Khi phát hiện vợ lên, anh Tuấn vội vội vàng vàng đánh xà lan đi chỗ khác, nhờ Dượng Chính kéo xà lan đi, thế bây giờ không hỏi anh Tuấn thì hỏi ai đó. Một câu từ anh Tuấn phun ra đồ giấy mà còn nói được, thì không hỏi anh Tuấn thì hỏi ai, vì sao mà cái tìm kiếm vợ 12 ngày đêm, khi vợ mà kể như là phụt lên nói một câu mà nghe cả đâu thách tim gan của những người chứng kiến. Tôi nói bây giờ không hỏi anh Tuấn thì thật sự tìm người thứ ba cũng là không có, quý bà con phải hỏi anh Tuấn. Anh Tuấn là người chứng kiến từ đầu đến đuôi đấy, mà không hỏi anh Tuấn thì không biết là bây giờ phải hỏi ai đấy, cho nên là phải hỏi anh Tuấn. Đấy, những ngày vừa qua, những ngày vừa qua rồi trong giấc ngủ, có nghĩa là từ lúc mà chị Hà phụt lên rồi anh Tuấn trong giấc ngủ của anh có nằm mơ thấy chị Hà hay không đấy, cho tôi thấy mấy giấc mơ trước là trật quốc trật lắc hết, mấy giấc mơ trước quý vị, mấy giấc mơ trước là chị Hà về kêu gọi là cách xà lan 5 cây số, rồi anh nè, dì Tư nè, dì Năm nè, dì Chín nè đó, rồi xuống đấy rồi cúng rồi khấn với bà Thủy là sẽ tặng cho bà Thủy một cái ngôi miếu, thì khi mà cái ghe cào nó giật một cái là té lộn nhào, lý do vì sao cái vậy, chơi khăm bà Thủy xác vợ nằm một nơi mà xuống khấn một nẻo, có nghĩa rằng anh khấn một câu thế này, tao nói bà Thủy cũng phải sầu, gặp ông Thủy càng thua luôn.
cái xác nằm 5 cây số mà không sao mà cha xác con vợ con nói tại vị trí này, rồi con lập một cái miếu con thờ. Tôi nói bây giờ bà thấy bà có thần thông như bà còn thua. Bà nói trời ơi, bây giờ mà nói thật sự 5 cây số mà tao đâu đến nỗi mà tao kéo đi được, thấy không? Nó đề biết bao nhiêu vật nặng đó mà tao kéo đi, bây giờ mày thắng cái kỳ vậy. Chơi khăm bà thấy ra một phát bà chơi là cái như một phát là chấm mong cả cái như là những người trên thiệp đấy. Đi mà đi khịa với thánh thần chơi cái kỳ đấy. Những ngày vừa qua bà con thấy rất bức xúc đấy. Lúc chị Hà còn sống, anh Tuấn chỉ có trong tài sản của anh, trong túi của anh là tiền khô cháy túi chỉ còn 200 ngàn. Chết được mấy ngày anh tuyên bố ảnh tài sản 10 tỷ còn vàng tiền trong két sắt. Thì bây giờ hỏi anh Tuấn chứ hỏi ai. Bà con đã nhớ lúc mà anh tuyên chiến với A Sinh, anh nói bây giờ tiền vàng tao nhiều lắm, tao mở tắt cầm mày coi rồi mất thì sao đó. Thế thì chúng tôi hỏi tiền ở đâu, vàng ở đâu mà anh có. Trong khi đó bản thân anh cũng lên cộng đồng mạng anh la làng la xóm, anh kể như là không có nổi cái 1 triệu để trả nợ, anh phải xin tiền vợ. Và cũng chính từ vấn đề đó hai vợ chồng gọi là cái như là xung đột nhau, rồi vợ nhảy xong, tự nhiên vợ nhảy xong rồi đùng phát anh là tỷ phú. Có anh em nào chứng kiến anh Tuấn kể như là trong quá trình tìm vợ có nhặt được thùng vàng nào không, có nhặt được cái xét ai bà rơi hay không, hay là lúc mà ra chỗ cầu mua số anh Tuấn có trúng số không? Không anh em nào chứng kiến cả, không ai thấy cả. Có nghĩa rằng cái như tự dưng là anh đi về cái như là một chuyến gạo anh được là tỷ phú. Bà con nên nhớ rằng lúc mà anh Tuấn anh ra chỗ gầm cầu anh tuyên bố hô hào để mà với thách đấu A Sinh đấy, lúc đó là cách đấy khoảng mấy ngày anh có chớ một chuyến gạo đấy. Thế thì tôi hỏi bây giờ chuyến gạo đấy bao nhiêu tiền? Thường thường chị Hà đi một chuyến á thì chị lời khoảng là 40 triệu đấy, thì cao lắm anh Tuấn lời khoảng tầm cái như 50 năm mấy triệu đâu đó. Thế thì tiền đâu mà anh Tuấn thành tỷ phú? Anh hô hào ảnh là cái như tiền vàng còn nhiều, tiền vàng còn nhiều mà cái vấn đề ảnh cái như là dùng cái như là anh có 10 tỷ anh dùng 5 tỷ cược với A Sinh đâu. Đây là một trong những cái câu hỏi không hỏi Tuấn thì hỏi ai được đó. Anh phải chứng minh được rằng số tiền nó từ đâu anh có. Trong khi đó lúc anh buông con vợ bé anh về là chị Hà vẫn là trả nợ cho anh 1 tháng 5 triệu đó. Thế thì bây giờ tôi hỏi một người phụ nữ như thế là quá đảm đang à, vì kể như là gia đình mà chấp nhận hy sinh, thậm chí biết rằng cái số tiền đó thằng chồng mình nó lấy để nó đi chơi bời hú hí như vợ bé cờ bạc đỏ đen mà người ta vẫn bấm bụng để trả cho anh 1 tháng 5 triệu bạc để, thì anh cứ nghĩ đi, người vợ thế là tìm đâu ra quý vị. Nhưng mà cái vấn đề anh Tuấn anh không biết trân trọng mà cái vấn đề ở đây anh về mục đích ở đây là về dành cái quyền gọi là cái như là điều hành xà lan để mà cái như là lây điểm với những em cò em nhím thôi, chứ thật sự ra ảnh đâu còn yêu thương gì chị Hà. Chẳng qua là nhiều đêm mà nằm bên cạnh là những con cò con nhím của ảnh đó bắt đầu nó chọt lép, nó khịa ảnh, nó trời ơi tôi chưa thấy ai như ông, cùng cái như là khởi nghiệp với con vợ, bây giờ con vợ nó ăn chia nó có được một căn nhà, còn ông là trên răng dưới mỗi hai hòn bi thôi, ông chẳng còn cái gì cả. Mà tôi đến với ông tới ngày hôm nay cũng chẳng được cái gì, ngồi những bữa ăn bữa nhậu thôi. Còn cái như là ông biết không, con bồ con bạn của tôi á, ngày hôm nay được thằng chồng nó mua cho một chiếc cỡ như là SH, mình chơi nhẹ nhẹ thôi nha quý vị, còn lít xịt lít đồ đấy là cái chuyện nó xa vời quá ha. Giờ cái con bên kia là mới được thằng chồng nó mua cho một lô đất, cái con kia là được thằng chồng nó tậu cho một cái nhà, còn ông cũng mang tiếng là một ông chủ xà lan. Tôi tới với ông ngoài kể như là những bữa ăn những bữa nhậu còn chính có một cái gì, bắt đầu vỗ bàn cái rầm này, anh vẫn là chủ xà lan đấy, không tin đúng không, để anh gì anh lấy cái quyền xà lan cho em coi. Đây là vấn đề bà con thấy đi, tâm lý tôi đó quý bà con, tôi hốt là trúng thôi không đâu cả.
Có nghĩa rằng bây giờ cái con vợ bé đó, nó theo, nó dục, nó xúi, nó xúc, thậm chí là bây giờ nó ra cái điều kiện đó, bây giờ có tiền mới có tình, còn không tiền là cả như là cách không yêu đương gì nữa hết. Anh nó thao ráng đi, để chiến này anh dìa rồi, cái chi nó tới nó sẽ tới thôi. Dìa bắt đầu bà con thấy đi, thậm chí là cả gia đình đấy yêu cầu anh ở nhà, xong chuyến đấy giao trả anh 20 triệu mà anh có chịu ở nhà đâu, đúng không? Cậu Bảy là anh chỉ mặt cậu Bảy rằng xà lan tôi đi rồi xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Mà những ngày đó anh quên rằng trước khi anh đi cậu Bảy cũng chạy mấy chuyến rồi. Cho nên 1-2 là phải là anh leo lên xà lan anh đi, còn không đi sao, giờ không cho tôi đi đúng không? Có nghĩa là anh phải thể hiện một cái gọi là chủ quyền đấy.